thì mình có một cái chương trình để mình review cho các bạn coi lắp một cái dù một đỉnh ở bên cái sự kiện nó sẽ như thế nào, thì mời các bạn cùng xem mình đánh xem của mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đây là cái chỗ đứng của cái dù, thì nó có cái diện tích là 9m. Cái này là đúng rồi, bây giờ mình phải bắt ốc. Ở đây là sẽ là chân dù, người ta cứ thường gọi mình thường gọi là chân vịt. Bây giờ mình sẽ đắp ốc và đưa cái dù lên, đó là làm chính. Các bạn đã thấy quy trình làm một cái dù một đỉnh bán kính 20m thì nó như thế này. Thì đó, nếu các bạn quan tâm có cần gì đến sự giúp đỡ của bên sự kiện chúng tôi, để liên hệ và lên bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.